Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Tổ chức Quốc tế Việt Nam trừng phạt có hệ thống, bắt giữ và xét xử nhiều nhà hoạt động trong năm 2021. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế vào hôm 13 tháng 1 nhận định trong một phúc trình toàn cầu vào năm 2022 của mình rằng chính quyền Việt Nam trong năm ngoái đã trừng phạt một cách có hệ thống đối với các nhà hoạt động dám thách thức hiện trạng. Trong một báo cáo đưa ra cùng với phúc trình, tổ chức có trụ sở chính tại New York, Mỹ cho biết nhà cầm quyền đã tống giam ít nhất 63 người vì bày tỏ chính kiến hoặc tham gia các nhóm bị coi là chống chính quyền. Trong đó có nhiều người đã và đang phải nhận các bản án rất nặng nề sau các phiên tòa xử bất công. Trong năm 2021, một năm nặng trĩu với đại dịch Covid-19 và Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13 của Đảng Cộng sản cũng buộc bầu cử Quốc hội cũng diễn ra. Đây là hình ảnh các nhà báo độc lập và nhà hoạt động đã bị xét xử bao gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Trí Thành, Trần Đức Thạch, Đinh Thị Thù Thủy. Chính quyền Việt Nam đã núp bóng đại dịch Covid-19 để tiến hành đàn áp nặng tay đối với các nhà hoạt động ôn hòa nên đa phần không bị nhận biết từ bên ngoài Việt Nam. Ông Philip Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế đã nói trong thông cáo như vậy. Ông nói tiếp, dường như chính quyền muốn xóa sổ phong trào bất đồng chính kiến đang lớn mạnh bằng các bản án tù thảm khốc trước khi thế giới chú ý trở lại. Trong phúc trình toàn cầu vào năm 2022 dài 752 trang là ấn bản thứ 31 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, đánh giá việc thực hành nhân quyền trên gần 100 quốc gia. Theo Giám đốc điều hành Kenneth Roth nói trong phúc trình, thể chế chuyên quyền đang có xu hướng gia tăng. Ông cũng cho rằng các nhà lãnh đạo dân chủ phải làm tốt hơn các nhiệm vụ của mình như giải quyết các vấn đề trong nước và toàn cầu cũng như đảm bảo rằng thể chế dân chủ mang lại những lợi ích như đã hứa hẹn. Trong phần về Việt Nam, phúc trình nhận định rằng chính quyền Hà Nội đã hạn chế nghiêm trọng các quyền dân sự và quyền chính trị cơ bản, trong đó có quyền tự do biểu đạt, ngôn luận, thông tin, lập hội và nhóm họp ôn hòa, cũng như quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của người dân. Những người lên tiếng phản đối Đảng hay chính quyền phải đối mặt với việc bị công an đe dọa, sách nhiễu, cản trở việc đi lại, bị câu lưu và bắt giữ tùy tiện và bị bỏ tù sau các phiên tòa không công bằng. Phúc trình đã viết ra như vậy. Công an đã giam giữ các nghi can chính trị hàng tháng trời mà không cho tiếp xúc với luật sư và thẩm vấn họ thô bạo. Các tòa án do Đảng kiểm soát đã kết án các nhà hoạt động và blogger dựa trên cáo buộc ngụy tạo về an ninh quốc gia. Đây là hình ảnh các nhà hoạt động bị xét xử liên tiếp trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng 12 năm 2021. Từ trái qua đó là bà Phạm Đoan Trang, bà Nguyễn Thị Tâm, ông Trịnh Bá Phương và ông Đỗ Nam Trung. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế cũng cho biết trong năm 2021, các tòa án của Việt Nam đã xử ít nhất 32 người bị kết tội chỉ vì đăng các ý kiến phê phán chính phủ, trong khi công an bắt ít nhất 26 người khác với cáo buộc chính trị ngụy tạo. Trong tháng cuối cùng của năm ngoái, Việt Nam đã đưa ra xét xử một loạt các nhà báo và nhà hoạt động danh tiếng cũng như tuyên cho họ những bản án dài hạn với cáo buộc là tuyên truyền chống phá nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ theo các điều của luật hình sự Việt Nam mà cộng đồng quốc tế luôn chỉ trích là mơ hồ. Trong số những người bị kết án vào tháng 12 vừa qua có Phạm Đoan Trang, nhà báo đoạt giải tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không biên giới ESF với bản án tới 9 năm tù. Đầu năm 2021, ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập và một blogger có tiếng của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cũng bị đưa ra trước vòng nhóm ngựa cùng với các thành viên của hội trong phiên tòa xét xử đầu tiên của năm cho các nhà báo và ngay trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Dũng đã bị tuyên 15 năm tù và theo thống kê của Tổ chức Phóng viên Không biên giới là một trong hai nhà báo nhận án tù dài nhất trên thế giới trong năm qua. Với việc kết án thêm hơn 10 nhà báo trong năm ngoái, Tổ chức Phóng viên Không biên giới xếp Việt Nam trong top 3 nước giam giữ nhiều nhà báo nhất trên thế giới, chỉ sau có Trung Quốc và Myanmar mà thôi. Đây là hình ảnh thống kê của Tổ chức Phóng viên Không biên giới cho biết Việt Nam giam giữ 43 nhà báo tính đến giữa tháng 12 vừa qua. Việt Nam cũng chưa lên tiếng trước phúc trình toàn cầu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế nhưng Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn phản bác các chỉ trích của quốc tế về hồ sơ nhân quyền được xem là yếu kém của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Lê Thị Thu Hằng hồi vào tháng 11 vừa qua đã nói rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ trong một cuộc phỏng vấn đầu tháng này, ông Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc Tổ chức Người bảo vệ nhân quyền cho rằng đại dịch và sự thờ ơ của các chính phủ phương Tây là lý do khiến cho chính quyền Hà Nội tiếp tục tăng cường đàn áp nhân quyền trong năm qua. Cũng theo phúc trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, trong khi đàn áp gia tăng ở Việt Nam, Ủy ban Liên minh châu Âu chưa làm gì để thể hiện được vị trí mạnh hơn đối với khả năng giải quyết tình trạng vi phạm nhân quyền đối với Hà Nội, vốn đã được ghi nhận trong Hiệp ước Thương mại Tự do giữa châu Âu và Việt Nam, viết tắt là EVFTA, đã có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020. Các nhà tài trợ quốc tế của Việt Nam cũng cần phải thôi ngoảnh mặt làm ngơ trước hồ sơ nhân quyền tồi tệ của chính quyền Việt Nam và gây sức ép với giới lãnh đạo nước này để chấm dứt việc người dân Việt Nam phải chịu đựng nhiều hơn nữa. Ông Robertson đã nói như vậy. Chính quyền thành phố Tuyên Quang cũng vừa bắt giam nhà báo độc lập Lê Mạnh Hà, chủ một kênh YouTube chuyên lên tiếng cho những người dân bức xúc về các việc tranh chấp đất đai và các vấn đề xã hội, theo tin từ gia đình ông. Đây là hình ảnh nhà báo độc lập Lê Mạnh Hà với kênh YouTube Tiếng dân TV. Bà Ma Thị Thơ cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ hay chồng bà bị một nhóm các quan chức chính quyền bắt đi từ sáng sớm ngày 12 tháng 1 khi ông đến huyện Chiêm Hóa mời đám hỏi cho con gái và ông bị giải về nhà ở thành phố Tuyên Quang để khám xét nơi ở vào buổi trưa cùng ngày. Trong nhà thì có khoảng 30 người vào, còn ngoài kia thì có người chắn đường, có cả y tế, có khoảng cả 50 người mặc sắc phục và thường phục. Sau khi lục soát nơi cư trú của gia đình ông Lê Mạnh Hà ở xã Kim Phú, chính quyền tịch thu một số vật dụng. Bà Thơ cho biết, cơ quan chức năng khám xét lấy đi hơn 20 quyển sách, toàn sách luật do nhà xuất bản Việt Nam sản xuất. Họ lấy hai cái laptop của chồng bà. Bà nói anh ấy làm kênh YouTube trên máy này nên người ta thu giữ hết, với lại cả cái điện thoại của tôi vì tôi theo dõi kênh của anh ấy bằng điện thoại của tôi. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cũng liên hệ với chính quyền thành phố Tuyên Quang và chính quyền tỉnh Tuyên Quang để tìm hiểu về vụ bắt ông Hà, nhưng chưa được phản hồi. Thông báo của Công an tỉnh Tuyên Quang đề ngày 13 tháng 1 mà gia đình vừa nhận được cho biết ông Lê Mạnh Hà bị bắt theo điều số 117 là tuyên truyền chống nhà nước. Đây tiếp tục hình ảnh là ứng cử viên đại biểu Quốc hội Lê Trọng Hùng với chương trình tranh cử trên kênh YouTube CHTV mới đây cũng bị tuyên xử 5 năm tù với cáo buộc chống nhà nước. Kênh của ông là tập hợp tiếng nói đa dạng của những người dân không được đền bù thỏa đáng trong các cuộc tranh chấp đất đai, bức xúc trong xã hội và lên án tệ tham nhũng. Chồng tôi là chuyên giúp dân oan, như đi đòi đất đai, việc của anh ấy làm là đòi quyền lợi cho dân, chứ tôi không thấy có cái gì là chống phá nhà nước. Anh không vào hội nhóm nào cả, bà Thơ cho biết thêm. Vào tháng 1 năm 2022, ông Lê Mạnh Hà đã viết trên trang Facebook Lê Mạnh Hà về cuộc chiến đấu không cân sức trong việc bài trừ tham nhũng. Ở Việt Nam, tham nhũng đã chiến thắng người dân vì tham nhũng được trang bị vũ khí hiện đại. Người dân không được trang bị vũ khí ngoài chiếc điện thoại để chống lại tham nhũng. Ông Lê Mạnh Hà là một trong những nhà báo độc lập, những người bình luận trên trang Facebook và YouTube mới đây bị bắt hay xét xử tại Việt Nam chỉ vì lên tiếng chỉ trích chính quyền. Ông Nguyễn Thái Hưng và vợ là bà Vũ Thị Kim Hoàng vào hôm 5 tháng 1 cũng bị chính quyền tỉnh Đồng Nai bắt giam với cáo buộc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo điều 331 của Bộ luật hình sự. Nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng, người nổi tiếng với các chương trình phát hình trực tiếp trên YouTube về các vấn đề tranh chấp đất đai và xã hội, cũng vừa bị một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt tới 5 năm tù hôm 31 tháng 12 năm 2021 với cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 14 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Vì thế mà họ yêu thể chế xã hội chủ nghĩa. Dư luận đang xôn xao với hai doanh nhân nghìn tỷ có hành động trái pháp luật đáng xấu hổ, gây nhiễu loạn thị trường và làm thiệt hại cho các nhà đầu tư. Đó là việc ông Trịnh Văn Quyết đã bán chui 75 triệu cổ phiếu nhằm thu về khoảng 1.800 tỷ đồng và ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàn Minh đã tuyên bố bỏ cọc xin hủy kết quả đấu giá bất động sản ở Thủ Thiêm có giá trị 24.500 tỷ. Tác giả Trần Văn đã có bài bình luận trên trang Đài Tiếng nói Hoa Kỳ với tựa đề "Vì thế mà họ yêu thể chế xã hội chủ nghĩa". Hai doanh nhân nổi tiếng vì giàu có tại Việt Nam vừa vướng vào hai scandal có dấu hiệu làm siếc. Đáng nói là cả hai vốn nằm trong nhóm thường đề cập đến ái quốc, thương dân và thường nhấn mạnh ngoài việc kiếm tiền, hoạt động kinh doanh của họ còn nhắm đến việc giúp xứ sở có điều kiện tự hào, vân vân. Đây là hình ảnh lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tập đoàn FEC và tập đoàn Tân Hoàn Minh. Ông Đỗ Anh Dũng bên trái, ông Trịnh Văn Quyết bên phải. Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam đã tạo ra nhiều doanh nhân như thế, và có lẽ đã tới lúc cần ngắm nghía thật kỹ đến những doanh nhân luôn bày tỏ sự tin yêu chủ nghĩa xã hội, thể chế chủ nghĩa xã hội, tiền đề giúp họ trở thành đại triệu phú. Hôm qua, Bộ Công an Việt Nam cũng tiết lộ, trước khi Tân Hoàn Minh đơn phương chấm dứt hợp đồng mua một trong 4 lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã đem ra đấu giá hồi tháng trước. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tiến hành xác minh 11 dự án bất động sản do Tân Hoàn Minh đầu tư tại Hà Nội. Nói một cách khác, cuộc điều tra nhắm vào Tân Hoàn Minh đã khởi động ngay sau khi doanh nghiệp này trả tới 24.500 tỷ để có quyền sử dụng lô 3 đến 12 ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, nâng giá đất ở đó lên mức không tưởng, đó là 2,4 tỷ đồng cho mỗi mét vuông. Trong tâm thư gửi cho hàng loạt cá nhân là Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng v.v. và hàng loạt tập thể từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh v.v. Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tân Hoàn Minh giải thích, sở dĩ doanh nghiệp này từ bỏ quyền sử dụng lô 3 đến 12 mới giành được vào hồi tháng trước và bỏ khoản tiền cọc khoảng 588 tỷ đồng vì trả giá cao như vậy có thể dẫn tới những hệ lụy không tốt, rút lui để góp phần ổn định lại thị trường bất động sản và muốn đặt lợi ích xã hội lên trên lợi ích riêng. Trước đó, ông Dũng không nghĩ như vậy, trò chuyện với báo giới về sự kiện ngôi sao Việt, doanh nghiệp thuộc Tân Hoàn Minh tham gia đấu giá 4 lô đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ông tuyên bố với đại ý như sau: sở dĩ Tân Hoàn Minh nâng giá đất lên tới mức khiến thiên hạ sững sờ là vì muốn tất cả tư bản nước ngoài phải mua đất của Việt Nam với giá như Tokyo hoặc New York. Có như vậy, nhân dân ta mới giàu nhanh, đất nước mới phát triển. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng bên phải và Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàn Minh nhận hoa chúc mừng từ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hòa Bình sau cuộc đấu giá 4 lô đất ở Thủ Thiêm. Chúng ta phải xây dựng và phát triển đất nước ta giàu đẹp và giàu mạnh về kinh tế để không cho bất cứ kẻ thù nào có thể nhòm ngó vào lãnh thổ của chúng ta. Tuy nhiên lần này, nhiều nơi, nhiều người không dám chứng cho tinh thần ái quốc của ông Dũng. Và Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ sự lo ngại khi qua đấu giá, giá trị đất ở Thủ Thiêm được lên tới mức bất thường. Điều này chỉ có lợi với một số doanh nghiệp đã nộp tiền sử dụng đất. Kết quả đấu giá có thể khiến giá đất tăng vọt, bất lợi cho cả người dùng, nỗ lực giảm giá nhà, thực hiện chính sách phát triển nhà ở, lẫn giới đầu tư vì giá bán cao sẽ làm tăng lượng hàng hóa tồn đọng. Chưa kể, đó có thể là nền tảng để một số doanh nghiệp xin định giá lại tài sản, đặc biệt là những tài sản đang thế chấp nhằm rút ruột ngân hàng hoặc để làm sạch bảng cân đối tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam thì xem như việc tự nguyện trả giá đất ở Thủ Thiêm ở mức cao, không tưởng là hành động gây nhiễu loạn thị trường, đồng thời cảnh báo về tình trạng một số doanh nghiệp vay mượn cả từ ngân hàng lẫn phát hành trái phiếu doanh nghiệp cao gấp nhiều lần vốn thực có. Thành ra, Bộ Tài chính phải tổ chức kiểm tra những doanh nghiệp có khả năng trên thị trường chứng khoán. Chủ tịch Quốc hội cũng ái ngại khi sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán và bất động sản nóng quá, nên tỏ ra hết sức dè dặt trước chuyện chưa từng có là giá đất ở Thủ Thiêm lên tới 2,4 tỷ đồng trên mỗi mét vuông. Đây là hình ảnh Tân Hoàn Minh thắng đấu giá lô số 3 trên 12 trong 4 lô đất ở Thủ Thiêm. Song yếu tố đáng chú ý nhất và dường như là nguyên nhân chính khiến Tân Hoàn Minh tuyên bố từ bỏ việc thực hiện quyền sử dụng lô 3 đến 12 ở khu đô thị mới Thủ Thiêm là việc Cục Thanh tra và Giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu một số ngân hàng báo cáo về việc cấp tín dụng, cho vay, bảo lãnh, đầu tư trái phiếu v.v. đối với những doanh nghiệp tham gia đấu giá đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo yêu cầu này, ngân hàng phải giải trình xem giữa bên đã vay và cho vay, hứa cho vay bao nhiêu, mục đích vay và cho vay và hứa cho vay là những gì. Tổng nợ có phân loại chi tiết về nợ gốc, nợ lãi, kèm phân tích kế hoạch và khả năng trả nợ. Phía hỏi vay có nợ xấu, nợ khó trả hay không. Nếu những thông tin có liên quan đến việc yêu cầu vừa kể trên được tổng hợp và công bố, có lẽ chúng sẽ không chỉ bất lợi cho Tân Hoàn Minh mà còn làm phiền nhiều nơi, nhiều người. Lần này dường như ông Dũng không gặp may. Vào năm 2015, Tân Hoàn Minh từng thắng đấu giá một khu đất 3.000 m² ở trung tâm quận 1 rồi bỏ. Đến năm 2016 đề nghị mua lại chính lô đất này và chấp nhận trả khoản phạt là 260 tỷ, rồi để đó cho đến năm 2019 thì chuyển nhượng cho Thích Công Bằng. Đây là hình ảnh báo chí khôi ra chuyện trước đó Tân Hoàn Minh từng nhiều lần bỏ cọc đấu giá gây ồn ào dư luận. Cũng hôm qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông báo đã phong tỏa các tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn FEC, vì ngày 10 tháng 1 năm 2022, ông Quyết đã bán 74,8 triệu cổ phiếu của FEC mà không công bố thông tin. Về nguyên tắc, những cá nhân như ông Quyết, tức là cổ đông nội bộ, nằm trong nhóm chi phối doanh nghiệp có giá giao dịch cổ phiếu, cổ đông lớn sở hữu từ 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên, thì buộc phải báo cáo các quyết định liên quan đến cổ phiếu đang nắm giữ để giới đầu tư có thông tin trong suy tính mua bán. Ông Quyết đã vi phạm nguyên tắc mà ai cũng biết này và hành động xem như là bán chui cổ phiếu đó, đem lại cho ông khoản lợi từ 1.200 tỷ đến 1.600 tỷ đồng, nhưng gây thiệt hại cho hơn 19.000 nhà đầu tư khác. Đây không phải là lần đầu tiên ông Quyết hành xử giống như gian lận với đầu tư. Vào năm 2017, ông Quyết từng lẳng lặng bán ra 57 triệu cổ phiếu và kiếm được khoảng 400 tỷ đồng. Vào thời điểm đó, tuy Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính phản ứng dữ dội và tuyên bố sẽ theo đuổi đến cùng để đảm bảo thị trường tài chính Việt Nam phát triển lành mạnh, có thể hội nhập với thị trường tài chính quốc tế, nhưng cuối cùng ông Quyết chỉ bị phạt có 65 triệu đồng mà thôi. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FEC. Còn lần này thì sao? Chưa biết. Tuy hành vi của ông Quyết bị nhiều giới xem là gây hậu họa đặc biệt nghiêm trọng cho thị trường chứng khoán và giới đầu tư, nhưng chưa rõ ông Quyết sẽ bị phạt tiền là tối đa khoảng 1,5 tỷ đồng hay sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì hành vi bán chui thu lợi bất chính lớn khiến thị trường chứng khoán chao đảo, có dấu hiệu che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán hay thao túng thị trường chứng khoán. Trong tâm thư gửi tới nhiều cá nhân, nhiều tập thể để thông báo ý định từ bỏ quyền sử dụng lô đất 3-12 ở Thủ Thiêm, ngoài việc giới thiệu cá nhân, gia đình, gia tộc là người của ta, ông Đỗ Anh Dũng đã cảm ơn Đảng và Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ đã cho Tân Hoàn Minh nói riêng và các doanh nghiệp trong và ngoài nước nói chung được sống, làm việc và phát triển trong một môi trường kinh doanh hòa bình, ổn định, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, công bằng, bình đẳng và minh bạch. Và ông Quyết thì cũng như vậy. Cách đây vài tháng, khi được tờ Tuổi Trẻ hỏi rằng ông nghĩ sao khi là người gây ra nhiều tranh cãi, doanh nhân chuyên thực hiện những dự án vây biển, dọn rừng biến thành tài sản của FEC, bảo rằng đã ý như sau: tôi nghĩ người yêu là chính, còn ghét chẳng qua họ chưa gặp tôi. Trong suy nghĩ và hành động của tôi đều mong muốn những gì tốt nhất cho xã hội, cho đất nước thì không có lý do gì để ghét cả.